Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay 24 tháng 3, Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 3 đã chính thức khai mạc tại thành phố La Hay, Hà Lan, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo đến từ 53 quốc gia và đại diện các tổ chức quốc tế. Cuộc họp Thượng đỉnh dự kiến kéo dài 2 ngày này được kỳ vọng sẽ tạo ra được một cơ chế hiệu quả trong việc kiểm soát các nguyên liệu hạt nhân trên toàn thế giới. Nội dung và mục tiêu của hội nghị sẽ là những nội dung chính trong phần đầu của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 3 quy tụ 58 nhà lãnh đạo đến từ 53 nước và các tổ chức khu vực cũng như quốc tế, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Nhận lời mời của Thủ tướng Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng cũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị lần này. Hà Lan đã dành ra 2 năm và chi khoảng 24 triệu euro để chuẩn bị cho hội nghị. Công tác đảm bảo an ninh cho hội nghị được chính phủ Hà Lan chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khoảng 500 người đã làm việc cật lực cả đêm lẫn ngày để chuẩn bị cho hội nghị. Tại thời điểm này, có khoảng 3-4.000 nhân viên an ninh đã được huy động, cao gấp 4 lần so với lễ đăng quang của nhà vua Hà Lan năm ngoái. Tại cuộc gặp 2 ngày ở La Hay lần này, bên lề hội nghị sẽ có các hoạt động ngoại giao hết sức đáng chú ý, như Tổng thống Mỹ Barack Obama vận động hành lang liên quan tới tình hình tại Ukraine. Mỹ cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản cũng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với hy vọng sẽ làm dịu quan hệ Tokyo-Seoul sau chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Abe cuối năm ngoái. Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 3 diễn ra trong bối cảnh các nước ngày càng coi trọng vai trò của cơ chế đa phương trong việc hoạch định và điều phối các hoạt động quốc tế nhằm đối phó với các thách thức toàn cầu. Trong đó có vấn đề khủng bố và phổ biến vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo nước chủ nhà Hà Lan, mục đích của hội nghị lần này là nhằm làm rõ tầm quan trọng của an ninh hạt nhân, cũng như đánh giá các kết quả đã đạt được thời gian qua, đồng thời tìm kiếm giải pháp bền vững liên quan đến an ninh và an toàn hạt nhân. Hiện nay, tình hình an ninh hạt nhân của thế giới hết sức gay cấn. Theo thống kê của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, từ năm 1993 đến năm 2011, số lần vật liệu hạt nhân và vật liệu phóng xạ bị rơi và đánh cắp, theo báo cáo chính thức của toàn cầu, đã vượt 2.164 vụ. Ngoài ra, số lượng vật liệu cấp vũ khí trên thế giới hiện nay có thể chế tạo hơn 100.000 quả bom hạt nhân. Một khi số bom hạt nhân đó lọt vào tay phần tử khủng bố quốc tế và các tổ chức tội phạm quốc tế, thì sẽ gây hậu quả khôn lường. Bên cạnh đó, hàng năm Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế còn nhận được hơn 100 bản báo cáo về vật liệu hạt nhân và vật liệu phóng xạ bị đánh cắp, cũng như xảy ra các hoạt động chưa được ủy quyền khác. Xác suất vật liệu hạt nhân nguy hiểm rơi vào tay kẻ xấu là không lớn. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng. Do vậy, chúng ta cần phải làm mọi thứ để có thể ngăn chặn khủng bố hạt nhân. Mục tiêu cuối cùng là rất rõ ràng, làm cho thế giới an toàn hơn. Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 3 sẽ chú trọng thảo luận và thông qua cơ chế hợp tác hữu hiệu nhằm sớm kiến tạo hệ thống và trật tự an ninh hạt nhân chung ở mức đáng tin cậy cao. Các chuyên gia cho rằng hầu như mọi quốc gia đều có nguyên liệu phóng xạ, vốn có thể sử dụng để chế tạo bom bẩn. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, nguồn nguyên liệu phóng xạ ở các bệnh viện, nhà máy lại không được bảo vệ kỹ lưỡng. Ngoài ra, tại hội nghị lần này, các nước phương Tây cũng sẽ thảo luận kêu gọi các nước kiềm chế xuống mức tối thiểu kho dự trữ plutonium, một loại nhiên liệu dùng để chế bom nguyên tử, từng tàn phá Nagasaki hồi tháng 8 năm 1945. Nguyên liệu mà chúng ta đang nói đến là loại urani và plutonium có độ làm giàu cao. Plutonium rất nguy hiểm nếu bị đưa vào cơ thể. Người ta có thể dễ dàng bảo vệ trước bức xạ. Tuy nhiên, một lượng nhỏ plutoni hoặc poloni có trong cơ thể cũng có thể gây nên tổn thương không thể chữa được. Tuy nhiên, lời kêu gọi có vẻ lạc lõng khi mà thực tế cho thấy một số cường quốc đang sản xuất và thậm chí xuất khẩu ồ ạt loại nhiên liệu này. Kết quả là trong khi kho nhiên liệu urani toàn cầu đang được thu hẹp sau chiến tranh lạnh, thì kho nhiên liệu plutoni lại đang phát triển. Ước tính lượng nhiên liệu này có thể lên đến 490 tấn, về lý thuyết đủ sản xuất hàng chục nghìn loại vũ khí. Theo giới chuyên gia phân tích, Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 3 diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại rằng mối quan hệ đang xấu đi nhanh chóng giữa phương Tây và Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine có thể tác động tiêu cực tới nỗ lực của quốc tế nhằm ngăn chặn mối đe dọa về một thảm họa hạt nhân, bởi sự thành công của hội nghị phụ thuộc chủ yếu vào sự hợp tác giữa Mỹ và Nga, hai quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Theo giới chuyên gia hạt nhân, cho đến nay Washington và Moscow đã thành công trong việc thiết lập mối quan hệ hợp tác trong các vấn đề hạt nhân, bất chấp căng thẳng liên quan đến Ukraine.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đợt băng giá mới phủ lên quan hệ Mỹ-Nga có thể sẽ làm tiêu tan bất cứ hy vọng nào về việc Nga thuyết phục được Washington và các đồng minh NATO rút các kho vũ khí cuối cùng của Mỹ ra khỏi châu Âu. Khoảng 150 đến 200 quả bom B-61 được triển khai tại Hà Lan, Đức, Bỉ, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ chỉ làm tăng thêm những tiếng nói chống lại việc dỡ bom B-61, đặc biệt là từ các nước Đông Âu. Điều này sẽ khép lại cuộc thảo luận. Các nhà vận động giải trừ vũ khí hạt nhân từ lâu đã lập luận rằng những quả bom B-61 đã lỗi thời và việc dỡ bỏ chúng sẽ là một biểu hiện mang tính xây dựng lòng tin đối với Moscow mà không mất phí tổn chiến lược, bởi điều này có thể tạo áp lực để Nga giảm kho vũ khí chiến lược khoảng 2.000 đầu đạn hạt nhân. Nhưng giờ đây, hầu hết các nhà vận động thừa nhận rằng cơ hội để có được điều này đã chuyển từ mong manh sang không tồn tại. Các chuyên gia phân tích cũng đưa ra dự báo rằng nếu mối quan hệ Nga-NATO tiếp tục xấu đi, các cuộc tranh luận bởi các nhóm chủ trương kiểm soát vũ khí ở phương Tây cũng sẽ thất bại. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010 tại Washington, Mỹ, Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân có mục đích ngăn chặn khủng bố hạt nhân trên toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều điểm nóng bất ổn như hiện nay, thì việc các nhà lãnh đạo thế giới đạt được đồng thuận và ra một tuyên bố chung về việc kiểm soát nguyên liệu hạt nhân là điều thực sự cần thiết với an ninh nhân loại. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 23 tháng 3, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ đã bắn rơi một chiếc máy bay quân sự Syria tại biên giới phía Bắc do vi phạm không phận trong khu vực biên giới giữa hai nước dù đã được cảnh báo từ trước. Kể từ tháng 10 năm 2011, khi Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với lực lượng nổi dậy trong cuộc nội chiến tại Syria, thì quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng từng là đồng minh của nhau này đã trở nên ngày một căng thẳng. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, một trong những trung tâm kiểm soát của nước này đã phát hiện hai chiếc MiG-23 của Syria xuất hiện vào lúc 11 giờ GMT hôm 23 tháng 3. Trong thông cáo của Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, chiến đấu cơ bị bắn hạ đã bay 1,5 km vào không phận nước này bất chấp cảnh báo. Theo đó, hai chiếc MiG-23 tiếp cận biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Khi chúng đến biên giới trong phạm vi 18 km, Thổ Nhĩ Kỳ phát đi 4 tín hiệu cảnh báo. Một chiếc máy bay MiG bỏ đi, một chiếc máy bay còn lại đã bay vào không phận Yalatjadi thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, phía đông vùng biên giới Kassab. Tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn một quả tên lửa vào chiếc máy bay của Syria và nó đã rơi từ độ cao 1.200m xuống lãnh thổ của Syria. Tôi ca ngợi lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã huy động chiến đấu cơ F-16 đánh chặn kịp thời máy bay của Syria khi nó vi phạm không phận. Theo báo cáo, viên phi công lái chiếc máy bay bị bắn hạ đã nhanh chóng nhảy ra ngoài. Trả lời phỏng vấn hãng truyền hình Syria, viên phi công giấu tên này cho biết, máy bay Syria đã bị một quả tên lửa của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt những kẻ khủng bố trên đất Syria. Viên phi công cho biết sức khỏe của ông đã hồi phục và có thể quay trở lại công việc. Khi hoàn thành xong mục tiêu tiêu diệt những nhóm khủng bố trong lãnh thổ Syria khoảng 7 km, tôi quay trở lại căn cứ thì bất ngờ bị một tên lửa của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Tôi rất ngạc nhiên trước sự việc này. Lúc đó, máy bay của tôi gặp vấn đề, tôi quyết định phải nhanh chóng thoát khỏi khu vực này. Mục tiêu của tôi là phải nhảy dù được vào trong lãnh thổ Syria và tôi đã thành công. Người dân Syria ca tụng viên phi công này là anh hùng, còn chính quyền Syria lên tiếng buộc tội Thổ Nhĩ Kỳ là xâm lược trắng trợn. Họ cho rằng chiếc máy bay đang ở bên trên lãnh thổ Syria vào thời điểm đó. Vụ việc được cho là xảy ra tại một khu vực diễn ra giao tranh giữa phiến quân Syria và lực lượng chính phủ nhằm kiểm soát vùng biên. Tháng 9 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắn rơi một máy bay trực thăng Syria khi nó tiếp cận khu vực biên giới giữa hai nước. Phó Thủ tướng Bulent Arin lúc đó tuyên bố máy bay của Syria rơi vào tầm ngắm do đã vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các chuyên gia, mỗi khi tình hình Trung Đông bất ổn, Thổ Nhĩ Kỳ thường được mô tả như một nhân tố chủ đạo trong cuộc chơi phức tạp do nước này khởi xướng. Cũng chính vì vậy mà đường lối ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ dường như đang gặp khó khăn trong việc xác định một hướng đi rõ ràng, đặc biệt là xung quanh cuộc khủng hoảng tại Syria. Là nhà nước Hồi giáo duy nhất gia nhập NATO năm 1952, Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt thời gian đó luôn tìm cách tăng cường mối liên hệ với châu Âu, thậm chí tham gia cả Liên đoàn bóng đá châu Âu. Và đây cũng là lúc mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với quốc gia láng giềng Syria cũng ngày một căng thẳng.
Từ năm 2011, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với chính phủ Bashar al-Assad và bắt đầu ủng hộ các nhóm đối lập ở Syria đang tìm cách lật đổ ông Bashar al-Assad. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chính sách này đã thất bại và nó đã để lộ ra nhiều hiểm nguy ngày càng tăng đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi tỏ ra rất thận trọng trước các cuộc biểu tình ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng công khai ủng hộ Hội đồng Dân tộc Syria. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi tình đoàn kết của đồng minh trong NATO, từ đó dẫn đến quyết định cho đặt tên lửa chống tên lửa Patriot trên lãnh thổ nước mình. Nhưng việc đặt bệ phóng tên lửa Patriot và nhìn chung là việc ủng hộ phe đối lập Syria khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải trả giá đắt về mặt ngoại giao. Đó là việc khẩu chiến với các nước như Iran, Nga và Trung Quốc. Ngoài ra, trước khi xung đột leo thang, Syria lại sở hữu một trong những quân đội mạnh nhất khu vực, với khoảng 325.000 người. Vì vậy, chỉ khi được sự đảm bảo trợ giúp từ Mỹ, thì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mới có cơ hội chiến thắng trên mặt trận Syria. Và trong thời gian vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ra sức tăng cường hợp tác với Mỹ nhằm duy trì ổn định khu vực. Nhưng dường như việc này vẫn chưa mang lại hiệu quả khi cuộc đối đầu giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ lại ngày càng khốc liệt. Trong những năm qua, cuộc nội chiến tại Syria đã khiến 6,5 triệu người đã bị mất nhà cửa, 2,5 triệu người phải rời bỏ quê hương xin tị nạn. Mặc dù mối quan hệ giữa hai chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có căng thẳng, thì vẫn có một thực tế là hàng năm vẫn có hàng trăm nghìn người Syria đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn. Thổ Nhĩ Kỳ hiện là nước tiếp nhận đông người tị nạn Syria nhất, và từ nơi đất khách quê người, những người dân Syria vẫn không ngừng hướng về quê nhà với một niềm khát khao hòa bình luôn thường trực. Trong một lớp học ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, những đứa trẻ đang tự hào trưng bày những bức tranh vẽ bằng bút chì màu với đề tài là những điều khiến chúng hạnh phúc. Đó chính là những ngôi nhà và những món đồ chơi. Không gian bình yên tại các ngôi trường được coi là điểm tựa để trẻ em tị nạn Syria tiếp tục được học hành sau khi cùng gia đình trốn chạy khỏi cuộc chiến khốc liệt ở quê nhà. Mặc dù trường chúng tôi gặp nhiều khó khăn và đôi lúc phải đóng cửa vì lý do an ninh, nhưng chúng tôi cố gắng duy trì lớp học. Hiện giờ, số học sinh đã vượt quá khả năng của trường, nên chúng tôi phải mở 3 ca mỗi ngày, từ thứ 5 đến thứ 7, để đảm bảo học sinh được học 3 tiếng mỗi ngày. Trường tị nạn Al-Salam nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và cách thành phố Aleppo không xa, nên là điểm đến thuận tiện cho những người tị nạn. Theo thống kê của Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc, hơn 2,2 triệu người Syria đăng ký xin tị nạn đã vượt qua biên giới Syria đến các nước láng giềng, trong đó có ít nhất 557.000 người đang sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức này dự báo số người tị nạn có thể sẽ tăng gấp đôi trong năm 2014, trong bối cảnh tình hình nội chiến tại Syria vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo kế hoạch, các cuộc bầu cử cấp địa phương ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được khởi động cuối tháng này, trong khi cuộc bầu cử tổng thống sẽ chính thức diễn ra vào tháng 8 tới. Đây cũng là thời điểm mà Thủ tướng Erdogan cần đưa ra những quyết định đúng đắn để nhận được sự đồng tình của người dân cũng như quốc tế trong việc giải quyết những vấn đề trong nước và khu vực. Những diễn biến mới nhất về tình hình tại quốc gia Trung Đông này sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các chương trình Chuyện Đông, Chuyện Tây tiếp theo. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt.